Xin chào tất cả các bạn, mình là Ăn Gì Đây. Hôm nay mình muốn chia sẻ đối với các bạn thêm một món bánh thật là ngon, mới lạ nhưng mà cách làm vô cùng đơn giản, từ chuối. Có thể là mình dùng chuối xiêm chín, chuối sứ đó các bạn, hoặc là những cái loại chuối khác mà các bạn yêu thích nha. Thì để làm được cái món bánh chuối ngày hôm nay thì ở đây mình có chuẩn bị là 350g chuối mình đã bóc vỏ được như thế này. Mình chọn chuối chín thì sẽ làm món này ngon hơn. Rồi ở đây là bột gạo là 65g và bột mì ở đây là 35g, 1g muối nở, tức là baking soda. Nếu không có cân điện tử thì các bạn đong bằng muỗng nhỏ là 1/4 muỗng cà phê muối nở và nửa muỗng cà phê muối. Đây là đường thốt nốt là 30g, khoảng 1 muỗng canh vung. Thì các bạn một chút nữa mình sẽ đi tán nhuyễn cái đường này. Rồi bây giờ mình sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món bánh chuối ngày hôm nay nhé. Rồi bây giờ mình sẽ bắt muỗng chuối. Rồi sau khi mình đã tán nhuyễn chuối như thế này, bây giờ mình sẽ cho hết bột gạo vào đây, bột mì, muối và muối nở. Rồi mình sẽ trộn đều. Rồi mình cứ trộn đều như thế này, hoàn toàn là không cho nước nha. Nhồi rất cho kỹ, mình nhồi khoảng 3 phút thôi. Lúc này bột đã hòa quyện với chuối rồi nè các bạn đó, không có bị khô đâu nha. Rồi bây giờ mình sẽ để cho chuối có thời gian nghỉ trong khoảng thời gian là 15 phút. Đã hết 15 phút rồi, bây giờ thì mình sẽ cho đường thốt nốt nè, đó mình tán nhuyễn nha. Về độ ngọt thì tùy sở thích của các bạn á, nếu mà các bạn thích ngọt ít hơn thì các bạn sẽ gia giảm cái lượng đường lại. Giờ mình sẽ trộn đều. Mình cũng sẽ nhồi kỹ lên một lần nữa để cho đường nó hòa quyện vào trong cái chuối. Khi mà mình cho đường vào á thì bánh chuối của mình, món chuối nó sẽ lỏng ra. Rồi đây là chuối sau khi mình đã cho đường vào rồi, mình trộn kỹ rồi. Thì mình sẽ cho mè vào đây. Mình sẽ cho vào đây mè trắng nè, hay còn gọi là vừng trắng. Thì tùy sở thích của các bạn chết hay cho nhiều tùy nha. Ở đây mình cho khoảng nửa muỗng canh. Rồi mình cho thêm vào đây một ít mè đen nữa, cũng là nửa muỗng canh. Bây giờ mình sẽ trộn đều lại một lần nữa. Rồi sau khi đã cho mè xong rồi, bây giờ mình sẽ cho qua một cái túi nha. Rồi mình múc mình cho qua túi. Sau khi mình đã cho hết bột chuối vào trong túi như thế này, bây giờ các bạn sẽ cắt một góc ở đây để mình tạo hình bánh nha. Dầu đã nóng, đã sôi thì các bạn chỉnh về mức lửa nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ cho bánh vào đây. Rồi các bạn sẽ kiểm tra thấy bánh nào vàng thì các bạn sẽ gấp ra nha. Bánh này rất là dễ làm luôn, ăn rất là ngon nha, hoàn toàn không có bị ngán gì hết đó. Rất là thơm nữa. Rồi bánh này đã vàng rồi nè các bạn, như thế này là mình gấp ra được rồi. Mình cho ra giấy thấm dầu nha. Rồi như vậy là rất nhanh mình đã hoàn thành xong món bánh chuối rồi các bạn. Với cách làm mới lạ thế này sẽ cho ra được món bánh chuối bên ngoài thì giòn nhẹ, cắn trúng cái mè nó bùi bùi, giòn giòn, rất là thơm. Và vẫn giữ được cái độ ngọt tự nhiên của chuối. Và nó hơi dịu dịu nhẹ do là mình kết hợp với bột nè. Hoàn toàn là không có bị ngấy, không có bị ngán dầu mỡ gì hết.
ăn hoài được hoài luôn nha. Không chỉ là trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn, người già cũng rất là thích cái món bánh này. Các bạn nếu mà áp dụng thành công hoặc là các bạn ăn thấy ngon thì các bạn đừng quên bình luận cho mình biết nha. Cũng như là nếu các bạn yêu thích món bánh của mình ngày hôm nay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Chia sẻ cho thật nhiều bạn bè hơn nữa để biết thêm một cách làm về món bánh chuối, một món bánh ăn vặt tại nhà như thế này nha các bạn. Nếu mà bạn nào có theo dõi những cái video của mình chia sẻ ở trên fanpage Ăn Gì Đây thì các bạn cũng cho mình một like và một lượt theo dõi luôn nha. Rồi bây giờ mình hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử món bánh chuối của mình ngày hôm nay nha. Đây mình cho các bạn xem ở bên ngoài. Mè rải đều thế này luôn. Các bạn có thể là cho mè nhiều hơn nha. Ở đây là mình kết hợp giữa mè trắng và mè đen đó các bạn, nên là các bạn không có thấy rõ cái mè trắng còn mè đen nè. Các bạn có thể là cho hoàn toàn hết từ mè đen để cho đẹp mắt hơn cũng được ha. Mình sẽ bẻ ra. Đó, ở bên trong là các bạn thấy không, mềm dẻo dẻo nhẹ đó, mè bên trong rất là nhiều luôn. Mời các bạn nha. Ngon lắm này. Thơm, nó không có ngọt quá các bạn, cái đường khúc nốt đó, nó ngọt rất là dễ chịu luôn, nó không có bị gắt gì hết.